mời là nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân và được nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân đồng ý để có thể đến nhà để tham quan qua nhà của chị Kim Xuân để biết được không gian sống của một người là người của công chúng như thế nào. Và không biết là mỗi lần mà cảm giác mình về đến nhà thì cảm giác thế nào hả chị ạ? Người ta nói gia đình là tổ ấm, gia đình là một cái nơi để khi có bất cứ một điều gì bất trắc, những niềm vui nỗi buồn thì người ta sẽ dựa vào đó. Cái từ, những từ ngữ đó rất là đúng với đối với tôi. Thì ở đây là một cái không gian chung của gia đình, có rất nhiều những cái kỷ niệm đã được tôi để trong cái phòng khách này. Thí dụ như là Khoa nhìn thấy cái giải thưởng của HTV năm 2010, tôi được giải diễn viên xuất sắc bên sân khấu. Kế đó là một cái hình chụp rất là đông vui của những vị đại sứ hàng Việt cùng đi công tác trong những chuyến cùng với Trung tâm Xúc tiến Thương mại của thành phố. Và kết quả của những cái lần đó thì đầu năm nay thì lại có một cái bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng cho những cái chuyến đi lăn lộn 16 lần đi công tác, 16, 17 lần đi công tác ở tất cả các tỉnh thành của Việt cả Nam nước. Mình. Và còn nhiều nhiều lắm. Đây là một nơi ẩn chứa rất là nhiều kỷ niệm. Đây là một cái nơi giống như một nơi giải trí về tinh thần. Và được ở trong cái phòng khách của mình, được ở trong ngôi nhà mà bằng chính bàn tay mình tạo dựng nên, thì tôi nghĩ là không riêng gì tôi mà tất cả mọi người ai cũng sẽ cảm thấy an lành trong ngôi nhà này. Chắc chắn những thành viên còn lại, đúng không ạ? Ngoài cái không gian phòng khách như thế này thì anh Khoa nghĩ là hình như là còn cái không gian khác nữa, đúng không ạ? Ngoài cái bếp, không gian này, ngoài phòng rồi. Ngủ, ngoài phòng khách. Chúng tôi có hai cái sân thượng nhỏ thôi. Hai cái. Tại vì một cái lát nữa mình sẽ thấy. Một nơi là để sáng sớm là chồng tôi sẽ lên tập thể dục và tưới cây. Và tôi sẽ cùng phụ bắt sâu, cùng phụ quét sân. Và cái không gian đó buổi sáng hoặc là lúc chiều xuống, nó làm cho mình cảm thấy thanh thản lắm. Tại vì mình thấy những thành quả của mình trồng nó sẽ nở hoa như thế nào, nó sẽ ra trái ra sao. Thì chắc có lẽ là sẽ mời Khoa và quý vị khán giả cùng tham quan cái sân thượng nhỏ nhỏ của tôi. Chứ có lẽ bây giờ thì mời các khán giả của chương trình chúng ta sẽ khám phá hai cái sân thượng, hai chị ha, hai sân thượng nhỏ nhỏ của nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân tại nhà mà anh Khoa đang rất là vinh dự để cùng có mặt cùng với chương trình. Xin mời tất cả quý vị. Anh Khoa và chương trình đó chính là ca sĩ Huy Luân, con trai của nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, và bạn Thanh Phương, người dẫn chương trình truyền hình cũng rất là quen thuộc, là con dâu của nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Và với Huy Luân, mặc dù là mình ca hát, mình làm ca sĩ và mẹ thì làm bên lĩnh vực về kịch nói, về sân khấu, về điện ảnh, nhưng có bao giờ nghĩ là cái công việc mình đang làm như vậy cũng là theo nghề của mẹ không? Thực ra thì hai cái công việc nó cũng có những điểm tương đồng nhưng mà nó cũng khác nhau. Tại vì cái chuyên môn của hai bên khác nhau rất nhiều. Cho nên Luân nghĩ là Luân theo ca hát thì đó cũng là một nghệ thuật, nhưng mà nó cũng có một cái riêng của mình. Có bao giờ mẹ dành thời gian để ngồi ở bên dưới nghe bạn hát không? Cũng có. Lúc mà Luân chập chững mới đi hát thì mẹ cũng có đi ủng hộ Luân. Nhưng mà sau này thì Luân đi hát nhiều thì hầu như là Luân chỉ đi một mình thôi. Cũng ít khi nào mời mẹ đi xem với mình. Chắc chắn sẽ không có gì định nghĩa được cái tình yêu vô bờ bến của mẹ dành cho con cũng như của con cái dành cho cha mẹ hết. Nhưng với Huy Luân sẽ nói như thế nào nếu nói và nghĩ về mẹ của mình? Nếu mà nghĩ về mẹ của Luân thì mẹ là cái người duy nhất trên đời mà dành trọn tất cả những tình cảm của mình đối với Luân. Và bất cứ Luân làm một điều gì thì Luân cũng sẽ nghĩ tới mẹ của mình. Mình sẽ không để cho mẹ mình buồn.
và mình luôn mong những hành động của mình sẽ mang tới hạnh phúc cho mẹ của mình. Và bên cạnh đó thì không biết là Thanh Phương và nghệ sĩ Tư Kim Xuân có thời gian hay là có cảm thấy là hợp với nhau ở những cái hoạt động khác, chẳng hạn như mua sắm chẳng hạn. Đó chứ ạ. Cô là phụ nữ nên là hai mẹ con hợp nhau nhiều cái lắm. Đi mua quần áo nè, đi siêu thị nè, nấu ăn nè, rồi mẹ thì lại thích đan móc thêu thùa. Nên hai mẹ con cũng mẹ cũng hay chỉ dẫn cho Phương ở thí dụ mai cái này thì phải như thế nào. Hầu như đi ngoài đường ai cũng nghĩ là đây giống như là hai chị em. Tại vì hai mẹ con nhìn rất là nhìn không có một cái khoảng cách giống như là một thân thiết, giống như là hai chị em luôn trò chuyện. Ví dụ như là đi mua sắm thì mẹ luôn gợi ý cái đôi giày thì hợp với bộ đồ để của con, vân vân. Chính vì vậy mà có thể nói là nhiều khi đi mua đồ không thích đi với ông xã mà thích đi với mẹ chồng nhiều hơn. Dạ. Thưa tất cả quý vị khán giả, và cứ qua mỗi cuộc trò chuyện chỉ riêng với cá nhân mình thôi, anh Khoa cũng có thể học được rất rất là nhiều điều từ những cuộc trò chuyện khác nhau. Như nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân có nói, cái môi trường mà dạy mọi người chúng ta lớn nhất đó chính là trường đời. Và quả thật đến ngày hôm nay anh Khoa mới thấy là để đối thoại, để trò chuyện với một người phụ nữ rất khó và sẽ không dễ chút nào nếu như chúng ta biết học thêm nữa cách lắng nghe họ, lắng nghe những người phụ nữ xung quanh ta, bà, mẹ, bạn, chị, vân vân, những người luôn luôn ở xung quanh cuộc sống chúng ta. Bởi vì lắng nghe để biết họ nghĩ gì, để biết họ cần chia sẻ gì và để biết họ có thể làm gì cho chúng ta nữa. Bởi vì anh Khoa cảm giác rằng là với sự nhạy cảm của người phụ nữ thì họ cống hiến nhiều hơn, họ làm nhiều hơn, không chỉ ngoài xã hội mà còn trong gia đình. Cả những lúc mà những người đàn ông sẽ hết sức vô tâm, vô tư và chẳng để ý chút nào cả. Và vẫn mong sao cho tất cả mọi người phụ nữ luôn luôn được sức khỏe, được sự bằng an trong đời sống, được sự hài lòng và mãn nguyện với những gì mình có, những gì mình đã làm, mình đã hy vọng, mình đã mong mỏi. Và với chị, chúc cho sự bình an trong đời sống gia đình của chị. Và đặc biệt là một người mà anh Khoa thần tượng, chúc cho nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân sẽ có một sức khỏe tốt, một tinh thần luôn luôn lạc quan và sẽ luôn luôn theo dõi những cái hoạt động của thế hệ tụi em tiếp theo, đúng không ạ? Và cũng như sẽ có những cái sáng tạo nghệ thuật tiếp nối nữa để luôn luôn mình là mới đối với người tình của chị mà chị đã trót gắn bó và đi theo đến tận giờ này và chắc chắn là sẽ còn trong con đường tương lai phía trước nữa. Cảm ơn anh Khoa, cảm ơn chương trình Giác Phía Sau. Tôi lại có dịp được nói chuyện với anh Khoa, được thổ lộ tất cả những tâm tình của mình và cũng xin chúc mọi phụ nữ trên trái đất luôn luôn được sống an lành và luôn luôn khỏe đẹp. Và một lần nữa, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.